Vâng, xin chào tất cả các bác để đến với kênh Audio 77. Thì sáng ngày hôm nay em có một cái lô loa CIF, một cái lô loa một thương hiệu cực kỳ là chất lượng luôn, một dòng loa CIF mới, cái model của nó là H10. Đấy, ngày hôm nay em sẽ thanh lý, em sẽ xả toàn bộ cái lô này luôn. Thì cái mức giá cũ ngày xưa em đang bán cái lô loa này thì các bác đã biết rồi đúng không ạ? Em đang bán 3,5 triệu cho một cặp. 3,5 triệu cho một cặp. Ngày hôm nay một ngày khá là đặc biệt. Ngày hôm nay chỉ có 1,6 triệu là các bác đã có một đôi CIF. 1,6 triệu các bác đã có một đôi CIF bắt like các bác nhá. Bắt like nghĩa là nó không phải là zin bắt và zin theo cái thùng này thôi, nhưng mà vẫn like những dòng bắt xịn sò cho tất cả các bác luôn. Về chất âm mọi thứ đều ok hết, được chị ạ. Thì cái dòng loa này nó sẽ sử dụng cho các bác là hai tép trước và hai chung ở phía sau, một bát 25 các bác nhá. Một bát 25 đấy. Và với những cái dòng bát zin, những cái dòng bát zin CIF luôn, em đã có review trên những cái video của em rất là nhiều. Với dòng này thì nếu như các bác mà muốn xem chi tiết và xem cận cảnh kiểu nội thất cũng như là cái quả bát của nó bên trong như thế nào thì các bác có thể vào trực tiếp cái video, những cái video mà em đã quay lên cái dòng loa CIF này để các bác có thể xem chi tiết hơn các bác nhé. Thì cái dòng loa này thì hôm ngày hôm nay em đã xả đồng loạt cho tất cả các bác xuống với cái mức giá chỉ có 2 triệu cho một cặp. Đúng là thật sự là đợt này bọn em xả lỗ hoàn toàn cho những cái lô CIF. Đúng cái này chúng ta chỉ có mỗi lời cái tình cảm, lấy đang là cái tương tác kênh nữa các bác nhé. 2 triệu các bác đã có một cặp CIF, dòng loa xịn sò cho các bác luôn. Đây, các bạn thấy cái phía trước của nó là cái tem rất là đẹp luôn nha, CIF Professional sâu, rất là đẹp luôn. Một cặp loa mà nó thực sự là cái chất âm nghe phải nói là nó phải đang đứng đầu cái phân khúc về cái dòng loa nào, một cái dòng loa nào, một dòng loa rất là đẹp luôn. Thiết kế ngoại thất phía bên ngoài các bạn nhìn thấy này, là tất cả nó đều là thùng sơn các bạn nhé, thùng sơn nhé, không phải là dán nhé, thùng sơn, nên là các bác xài thì bao thoải mái luôn, không có một cái vấn đề gì sợ là cái vấn đề bong chóc hay như thế nào hết. Thì với cái dòng loa này, công suất làm việc của loa sẽ là 190W ở 8 ohm. Đấy, 190W ở 8 ohm, đầy đủ mã vạch cho các bác check thoải mái luôn. Dòng cam kết là dòng bao xịn sò cho các bác luôn nhé. Thì cái dòng loa này thì nếu như mà ở một cái mức giá mới ngày xưa mà các bác mua cho một cái dòng loa này thì cái mức giá ở đâu đó nó khoảng 14 triệu cho một cặp loa này. Ngày hôm nay các bác chỉ có bỏ ra một cái số tiền chỉ có 2 triệu thôi là các bác đã có một cặp loa CIF đẳng cấp chất lượng để cho các bác xài luôn rồi. Số lượng thì em không có nhiều, nên bác nào đang quan tâm liên hệ nhanh tay luôn như em theo số điện thoại em ghi ở phía dưới màn hình các bác nhé. Em ở đây em chỉ có 7 cặp bắt zin, nên các bác nào quan tâm nhanh tay luôn cho em. Còn bắt live thì em có 2 cặp, bắt làm có 2 cặp. Đấy, nói thẳng luôn, nhanh luôn vậy cho các bác có thể tiếp cận được nhanh hơn về những cái dòng loa CIF này. Bác nào quan tâm liên hệ sớm luôn cho em theo số điện thoại phía dưới màn hình các bác nhé. Dòng loa rất là đẹp luôn. Đấy, dòng loa rất là đẹp ở ngoại thất cũng như là nội thất phía bên trong và phía bên ngoài của dòng loa này. Đây, hai quả chung nằm ở phía sau các bác nhé, hai tép nằm phía trước, được chưa ạ? Và một bát 25, mọi thứ đều dần rất là đẹp luôn. Và còn 2 cặp Pro Dio 680 đây em đang cũng đang bán đồng giá là 1,6 triệu cho một cặp này luôn. 1,6 triệu các bác cũng có một đôi Pro Dio 680 để các bác chơi luôn rồi, bao hay và bao xịn sò cho các bác luôn, được chưa ạ? Dòng loa này cũng là bát lai luôn, đấy, một dòng loa bát lai các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm nhanh tay luôn cho em các bác nhé, nhanh tay gọi điện thoại theo cái số điện thoại phía dưới màn hình. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Nếu các bác thấy video này hay và ý nghĩa cho em xin một like, một nút đăng ký kênh để em có những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả các bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau ạ. Xin chào.